Kênh Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này sẽ dành riêng cho những anh chị nào mà đang kinh doanh mít trái anh chị ha. Ở Đồng Nai nè, ở Tiền Giang nè, ở Hậu Giang nè. Và anh chị đang sử dụng cân đồng hồ để cân những bụi mít. Anh chị có cảm thấy 6 tháng hoặc là 1 năm là mình sẽ thấy hai cái đợt cân không? Cảm thấy mệt mỏi với cái chuyện mà cân hư liên tục không? Cái chuyện mà mình bỏ tiền ra mình mua cân á, thì nó không phải là chuyện khó lắm, chuyện lớn lắm. Mà cái vấn đề ở chỗ là cái cân tới 5 tháng rưỡi hoặc tới 4 tháng tới 5 tháng nó đã lệch ký trong đó rồi, tại vì nó dùng cân cơ mà. Nó lệch ký trong đó rồi mà mình không nhận ra được là nó lệch bao nhiêu, và cảm thấy khi mình xúc mít ra qua trung thì mình cảm thấy nó thiếu thiếu dư dư gì đó mà mình không kiểm soát được. Và anh chị đang nghĩ đến, đang cần tìm đến một cái dòng cân nào thay thế được cho cân đồng hồ, nó tiết kiệm hơn và nó chính xác hơn, và quan trọng hơn nhất là nó không thay đổi thói quen. Thì đây, video này sẽ mang cho anh chị một cái dòng cân điện tử ha, không thay đổi thói quen, cũng là bỏ mít vô cái bội rồi xong cân xong rồi kéo cái bội mít, hay là đẩy cái bội mít này tới cái chỗ xe tải chẳng hạn, hay là mình xuống tải hay mà lên công thì cũng là cái cân này được luôn anh chị ha. Thì vì sao lại chia sẻ nhiều về cái dòng cân nó như vậy, là vì cái cân này anh chị có thể cân được gấp đôi cân đồng hồ luôn, cân được tới 200 kg lận, trừ cái bộ ra ruộng rồi, chỉ tính trọng lượng mít thôi mà cân được tới 200 kg. Như vậy mỗi lần cân chúng ta cân được gần như gấp đôi. Cái thứ hai là cái cân này được bảo hành 12 tháng, nhớ không giống như cân đồng hồ là 6 tháng thay một cái, không phải vậy. Bảo hành 12 tháng cho nên cái tuổi đời của dòng cân này nó sẽ trên 12 tháng cho anh chị luôn. Không cần phải lo, tại vì cân điện tử nó dùng cảm biến chứ nó không có dùng nhông nhíp lò xo, cho nên là nó an toàn, nó bền nữa. Rồi, và cái cân này nó có tính năng là chốt số, mình kéo đi trên nền giữa thì nó không quá nhảy số, cho nên là mình yên tâm là cái cân này nó an toàn và sử dụng được lâu dài. Thôi không nói nhiều nữa, anh chị cứ xem tiếp video clip này nha. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Lên xe tải á. Rồi thì mình dừng lại rồi mình bóc mít xuống thôi. Có nghĩa là khi cái lợi nhất của cái cân này á là khi mình kéo á, số nó không thay đổi, nó khóa lại rồi. Nó không có rung rung như cân đồng hồ, cho nên mình yên tâm cái số nó chính xác. Nó tiện mà nhẹ ha. Ok. Thử đi anh trai. Rồi, quay lại mít luôn giùm em luôn. Ok anh. Cái đầu cân này có thể xoay được luôn nè anh nè. Đó, xoay về hướng này. Rồi anh kéo giùm em đi. Rồi đúng rồi, 360 độ. Rồi anh kéo tới mít giùm em luôn. Kéo tới bộ mít giùm em. Ok, cái này thì nó tiện ha. Tiện cho những cái lúc mà mình Khi mình đặt tay kéo là tự phải. À, cái cân này nó có nên tự khóa số lại, mỗi lần mình di chuyển mình khóa số lại là số nó không thay đổi, có nghĩa là mình yên tâm là cái cân này nó không có nhảy như cân đồng hồ. Đúng rồi. Rồi yên tâm ha. Chúng ta đã vừa xem qua cái dòng cân điện tử chuyên để cân bộ mít nhỏ gì ha, cân được 200 kg, có bánh xe di chuyển và thay thế cho tất cả các dòng cân đồng hồ mà anh chị đang sử dụng á. Ngoài ra, kênh điện tử Gia Phát còn có nhiều cái dòng kênh điện tử chuyên dùng khác để cân mít, cân được những bộ mít 300 kg hoặc là 500 kg, và lúc đó chúng ta chỉ đẩy bộ mít lên cân và chúng ta đẩy xuống thôi, nhẹ nhàng như vậy á. Anh chị mà muốn tìm hiểu thêm về dòng cân điện tử cân bộ mít, hay là cần kênh tử chia sẻ thêm nhiều cái thông tin về dòng kênh điện tử này, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh tử Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn anh chị ha. Một lần nữa, kênh tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.